làm nhá, như bình dân này. Thank you.
Louis. Ba lưới tí nữa lát ở đó đi tí con múa luôn. Tí con múa cho ăn luôn. Úi dược đi mấy chị. Đây bao nhiêu đây bà chủ? Cho cái này cho. Chân hết rồi, tay họ tới rồi.
Thank you.
mày đưa người mày đưa cha một chính à. Ừ. Ừ. Trước lúc mình trồng là ông chưa trồng cà phê đâu. Anh rồi nhìn ra cửa, anh rồi nhìn ra cửa. Giờ thấy mày cấy mày.
Em mua quậy. Đây bán rẻ chị à? Ngon lắm. Vâng. Cảm ơn nhé. Dạ, em xin. Mua tiền gì em? Mua đi. Ăn quả này ngon lắm. Tại hôm nay mà em đi không cầm tiền. Được hè. Mẹ bảo quay không? Mua nhớ về. Chúng ta nấu nhìn là đàn vậy thôi nhìn thì sao lôi. Biến nhìn sao mà lôi. Ôi bà cho con 10.000 tô. Chủ tịch đang đứng bị bắt quay video. Thật đấy. Bên mình ngấm đường.
Hãy subscribe cho kênh Clams để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì đó. Này, ngón này. Con quá. Mua bao nhiêu cân đấy? 5.000 để cho 2 cân. Rút cuộc là sao, có lấy tiền lại không? À, không, không lấy tiền lại đâu. Nghe là có tiền nhậu. Ờ, thế hả? À, sạch sẽ phải không? Không có thuốc phải không? Cái này vậy. Cái này là ngon nhất phải không? Mua cân đi.
Lên lại đi bỏ cho đi. Lại báo bò vu. Chị lại đi bỏ cái cái. À hai bán này à?
để mua dưa đi em. Mua đi em. Hey,
anh cho em biết rồi mà. Mua luôn, mua cả cái gì. Mua luôn, mua cả cái gì. Rồi bắt đầu. Em bao cái. Một trái đẹp đẹp đây à. Trái nào cũng được. Trái nào 10 ngàn ấy hả? Ừ. Cân kỳ lên, cân kỳ, cân kỳ. Đúng rồi. Em không đem nó phơi được á. Thank you.
chỗ khác.
Thank you.
đó. Đây bán rẻ chị ạ. Ngon lắm. Vâng. Cảm ơn nhé. Dạ, em xin. Mua tiền gì ấy? Mua đi. Ăn quần đây ngon lắm. Tại hôm nay mà em không cầm tiền. Con trứng bê các bạn nhé. Mua đi. Được hè. Mẹ bạn có quấy không? Mua nhớ về. Tình trạng nấu nhìn là đàn quay hơi nhìn thì sao luôn. Nhìn nhìn sao mà lơi. Ôi bà sẽ con 10.000 tàu. Chủ tịch đang đứng bị bắt quay video.
lên đây một tỉnh là được. Ok, ok, cảm ơn em. Ăn xoài không? Ăn quả. Bà đã không lên, bà nó bắn mình. Mà lại mà mua. Ông ơi. Có xoài hả? Xoài à, xoài à. Xoài đi, xoài đi. Đã nắp muống. Từng ruột muống. Xoài đầy loãng. Hai quả.